Mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại là 8 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2019. Tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc sập thờ chân 14 gỗ mít. Chiếc này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Thêm tại Hiền Đa. Nay chúng tôi đã xong rồi và chuẩn bị bốc xếp xe cho anh để tôi quay lại một video làm kỷ niệm. Đây là chiếc chân 14 gỗ mít đục chạm mà phúc tam phúc 350. Ngoài ra hôm nay chúng tôi còn bàn giao cho anh Vĩ Lan ở thành phố Việt Trì một chiếc nhé. Chiếc này to hơn là chân 24 ở phường Tân Dân thành phố Việt Trì. Còn đây là chiếc của anh Thêm ở Hiền Đa. Chiếc này là cũng là gỗ mít. Trên cổ này cũng là nghe trầu cuốn thư. Hoa văn là cũng tương đồng nhau, chỉ khác nhau phần dạ thôi. Còn hoa văn ở trên này là hai chiếc là cũng tương đồng nhau. Rồi ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086 hoặc là truy cập vào website đồgỗtùng8.com nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong mọi người trong những clip khác.